bắt vô. Hai đứa mà nó bắt gì ăn gì ăn. Cho cái gỗ, còn cái gỗ không? Lấy cái dĩa. Rồi ăn gì lửa luôn. Rồi đi chung. Đó rồi. Đang chiên. Không thấy không? Để đếm chụp hình nhé. Thấy được không? Rồi. Bán vừa hát được. Ở đây bán vừa cái chả xuống hát được. Hát luôn. Cá chiên anh chị ơi. Quẹo vô lửa. Mua rồi, đang làm. Có này đủ 100 đi em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mới 70 à. 7, phô mai que. 8 9 có sót không? Rồi vậy đủ rồi đó. Tặng chế độ. Rồi chiên nước mắm 100.000 cho anh này. Cho thêm nữa nè. Nè rồi. 100.000 của ảnh sót Thái. Rồi Dung ăn gì? Chị ăn cái gì? Cho cái gỗ đi để lựa cho chị gái. Rồi chị lựa đi. Cho có cái gấp không? Của anh xong chưa? Đem đếm cho anh hen. Cho cây cây gấp đi Nhung ơi. Dạ. Cái này hết tên Migo dạ. Dạ. Này hả, không có lên Migo cho ạ. Không có lên. Nghỉ luôn rồi. Chán quá, không có nhiều tiền. Ờ đúng rồi, nó ăn quá trời luôn. Nó lời hết trơn rồi, mình lấy cái công mình cực. Nè lấy cây gấp nè. Còn cái viên lấy ra cái viên cho khách đi. 2 3 cái đó sò điệp. 4 5 6 có mình có sót không? Sót Thái ha, của mình 85.000. 85.000 đây. 85.000 sót Thái. Dạ rồi mình làm cái gì? Chiên nước mắm hay sốt Thái hay chiên thường? Chiên thường đi ha. 30 40 5 40 30 40 40 70. 70 chiên thường hay nước mắm? Hay là Thái? Thái rồi. Cay lắm. 70 vị nước mắm đi. Rồi 80. Ngon. Tặng hai trái đậu bắp. Rồi 80 chiên nước mắm cho chị Dung. Chị Nhung. 80 chiên nước mắm gì Nhung. Trời ơi phải lo lẹ để bán nữa. 1 phút 1 giây là nó sẽ mất tiền. Chậm 5 phút là mất tiền. Dạ ngồi đây luôn đi chị. Lựa đi 4 miếng 10.000 Hoành Thánh. Có ai cái viên không, quẹo vô luôn nè. Cái viên chiên nè anh chị ơi, vô đây nè anh. 50 chiên nước mắm hay Thái hay thường? Thái ha, rồi 50 Thái cho anh áo thun trắng. Nè 50 chiên nước mắm. Nước mắm hay Thái quên rồi. Ừ, anh nói thun trắng trả tiền thôi. 10.000 cây đồng giá hết á. Đâu rồi cái viên đâu, hết cái viên rồi hả? Đây. Ông thấy cái ông ăn phải không? Tôi biết mà. Thank you.
10.000 đậu bắp hả? Rồi chiên thường hay nước mắm? Hay Thái? Chiên thường, đếm giùm coi này nhiêu tiền này Nhung ơi, vô phường. Đếm coi nhiêu. Chiên thường. Rồi ai cái viên vô đây lựa. Có ai nữa không? Đợi cái viên đợi bên kia kìa cho nó thoáng. Qua bên bển là cái quầy giao cái viên á. Rồi đợi xíu nhiêu tiền? Đậu bắp là tính tiền không? 10.000. Chiên nước mắm hay là thóp Thái hay thường chị? Rồi 50 thường cho chị áo thun đen. Dạ cảm ơn anh. Cái gì? Trứng cút hả? Trứng cút giờ để hết rồi. Cái này hả? Vuông. Chị chiên cái gì thường? Thường phải không? Rồi 50 này thường. Cho chị áo này trả tiền rồi. Cái này thường nè. 50 này thường luôn nè. Rồi cá viên luôn anh chị ơi, quẹo vô lựa ủng hộ em. Cá viên chiên chị. Dạ mình trả tiền mà lấy phiếu. Lấy phiếu đi qua ủng hộ em. Trả tiền mặt cũng được. Rồi ok. 4 viên này. 2 tàu hũ. Ăn ủng hộ em đi. Lấy xúc xích nữa. Cậu trong còn xúc xích không? Dạ là mình sốt nước mắm hoặc là sốt Thái là sẽ em sẽ tặng kèm rau muống cho mình đó. Lấy cái này hả? Dạ đúng rồi. Lấy mấy này mình chiên thường thì nó bình thường, còn mình chiên nước mắm với sốt Thái là mình sẽ có ăn rau muống ăn chung. Thái này nè mình lựa cái này bỏ vô, lấy cây gấp nè. Cái này bán sao nữa? À chị muốn lấy lộn xộn hay sao? Một que 10.000 á mà. Một que 10.000 á, chị có lấy đi hộp đếm cho. Cái này lấy thêm xúc xích phải không? 2 cây xúc xích nữa phải không? Dạ đợi em xíu. Sữa tươi chiên giò. Yeah. Nè có hai người này 50 cho em thâu tiền luôn. Rồi 50 trả tiền rồi, chiên nước mắm nè. 100 chiên nước mắm hay Thái? Dạ bình thường. 100 bình thường thôi chị đầm xanh. Hai chị đó, áo đen á. Hai chị đen mắt kiến mới đi á. Ở bên đó đó. Cái viên chiên nè, 100.000 của chị này. Rồi của chị Nhung nè, 80.000. 100.000 của hai người này. Trả tiền rồi. Trả tiền rồi, biết rồi chị. Chiên nước mắm phải không chị? Hay là Thái? Nó hơi cay. Hơi cay. Vậy chiên nước mắm đi. 60 chiên nước mắm hả? Nè, 10.000 nãy của chị này thiếu nè, Thùy gì đó. Chiên nước mắm không? Của con bé này. Chiên nước mắm không con?